Chào các em, chúng ta học tiếp môn địa lý lớp 6. Chúng ta cái thằng này chúng ta học bài 18, thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí. Chúng ta ghi bài 18 vô. Chúng ta tìm hiểu bằng nội dung thứ nhất, thời tiết và khí hậu. Tìm hiểu phần A, thời tiết. Chúng ta quan sát một số tranh. Đây là cái tranh mô phỏng về cái dự báo thời tiết ngày và đêm. Thì cái này là ở phía đông bắc, cụ thể là điểm Hà Nội. Thì cái này là cái thời gian là ngày 15, xin lỗi, đêm 15 ngày 16 tháng 2 năm 2008. Thì dự báo thời tiết của khu vực Hà Nội thì gồm có gì? Gồm nhiều mây nè, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao 14 đến 17 độ, nhiệt độ thấp 10 đến 13 độ, có nơi 7 đến 9 độ. Tương tự phía dưới cũng một cái địa điểm nữa, đó là Đà Nẵng, Bình Thuận ha. Thì ở đây có là nhiều mây, không mưa, gió đông bắc, nhiệt độ cao từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ thấp 19 đến 22 độ. Thì cũng cùng một thời gian, đêm 15 ngày 16 tháng 2 năm 2018. Vậy thì chúng ta thấy trong cái như chương trình dự báo thời tiết gồm có gì? Gồm có là thời gian nè, rồi địa điểm, mây, rồi mưa, rồi nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp. Đó là những cái hiện tượng khí tượng. Thì hiện tượng khí tượng này là chúng ta quan sát một số hiện tượng khí tượng. Thì gồm có là sấm sét nè, trời chớp, sấm sét, rồi giông gió, rồi mưa, rồi trời đẹp. Tiếp nữa, đây là sương mù, đây là cái bên là cầu vồng. Như thì thời tiết là gì? Thì thời tiết là sự biểu hiện các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong thời gian ngắn. Thì hiện tượng khí tượng hồi nãy mình đã quan sát một số bức tranh đó ha. Rồi còn khí hậu. Khí hậu là gì? Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm và trở thành quy luật. Và chúng ta sẽ so sánh sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. Chúng ta tìm hiểu các phần giống nhau trước. Thì giống nhau đều là hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương cụ thể. Còn khác nhau thì thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn và khí hậu diễn ra trong thời gian dài trở thành quy luật. Cái phần này chúng ta không cần ghi. Chúng ta qua nội dung số 2, nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí. Chúng ta tìm hiểu phần A, nhiệt độ không khí. Chúng ta quan sát một cái bức tranh này, chúng ta thấy mặt trời là nguồn chính cung cấp ánh sáng và nhiệt cho trái đất. Thì khi mà bất nguồn bức xạ mặt trời chiếu xuống thì là 47% bề mặt trái đất hấp thụ, sau đó nó phản xạ vào không gian 4%, và 19% thì khí quyển hấp thụ, 30% thì phản hồi vào không gian. Như vậy thì khi các tia bức xạ mặt trời đi ra qua khí quyển thì chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên. Mặt đất hấp thụ nhiệt của mặt trời rồi bức xạ vào không khí, lúc đó không khí nóng lên. Thì độ nóng lạnh đó gọi là nhiệt độ không khí. Như thì chúng ta ghi khái niệm nhiệt độ không khí là độ nóng lạnh của không khí. Chúng ta qua nội dung phần B là cách đo nhiệt độ không khí. Thì để đo nhiệt độ không khí người ta dùng một cái dụng cụ đo, nó gọi là nhiệt cới. Đây là cái nhiệt cới ha. Rồi dụng cụ đo nhiệt độ không khí là nhiệt cới và đơn vị đo là độ xơi. Thì cách đo như thế nào? Đặt nhiệt cới trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét, và đo trong một ngày thì là ít nhất là 3 lần. Lúc bức xạ mặt trời mới bắt đầu là 5 giờ sáng, lúc bức xạ mặt trời là mạnh nhất là 13 giờ trưa, và lúc bức xạ mặt trời yếu nhất là 21 giờ tối. 2 giờ. Rồi tại sao đặt nhiệt cới trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét? Đây, thì chúng ta thấy là nhìn hình 47, đây là thùng nhiệt cới ha, và cách này thùng để nhiệt cới trong đây, trong thùng. Rồi, không nên để ngoài trời nắng, vì để ngoài nắng nhiệt độ tăng cao không chính xác. Phải để cách mặt đất 2 mét, vì khi nắng chiếu xuống đất làm đất nóng lên, rồi sau đó bức xạ nhiệt độ lên làm nhiệt độ ở những độ cao 2 mét trở xuống nóng lên, vì vậy đo không chính xác. Cho nên người ta phải đặt cách mặt đất 2 mét và đặt trong bóng râm. Rồi, hôm nay chúng ta ghi bài giờ. Rồi, chúng ta muốn tính nhiệt độ trung bình ngày thì chúng ta tính như thế nào? Thì nãy chúng ta nói là tính nhiệt độ trung bình ngày thì đo nhiệt độ trong một ngày ít nhất là 3 lần, cho nên là chúng ta sẽ lấy là tổng nhiệt độ các lần đo trong ngày chia số lần đo, có nghĩa là ít nhất là 3 lần chia cho 3.
Rồi chúng ta tính nhiệt độ trung bình tháng, tổng nhiệt độ trung bình các ngày trong tháng chia cho số ngày trong tháng. Ví dụ như tháng có 30 ngày chia cho 30 hoặc 29 mình chia 29. Rồi nhiệt độ trung bình năm thì nhiệt độ trung bình của 12 tháng chia cho 12. Tức là như vậy thì cả ba công thức này chúng ta là tính nhiệt độ trung bình thì chúng ta chia. Còn nếu như mà nếu tính tổng nhiệt độ trong một ngày, trong tháng, trong năm không thì chúng ta chỉ cần cộng lại thôi. Hai cái phần công thức này chúng ta ghi vô ha. Chúng ta tiếp. Ví dụ giả sử một ngày ở Hà Nội người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ sáng được 20 độ C, lúc 13 giờ được 24 độ C và lúc 21 giờ được 22 độ C. Người ta kêu mình tính nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Và như cách tính thì chúng ta thấy là ở nơi Hà Nội này người ta đo 3 lần nè. Ha, 5 giờ, 13 giờ và 21 giờ thì người ta lấy là cái nhiệt độ có 3 lần đo. 3 nhiệt độ 3 lần đo lại chia cho số lần đo là 3 lần đó, thì chúng ta lấy số lần đo thứ nhất là 20 độ C. Nhiệt độ số lần đo thứ nhất là 20 độ C. Rồi cộng cho cái số lần đo thứ hai đó là 24 độ C và cộng cho số lần đo thứ ba là 22 độ C. Sau đó chúng ta chia cho số lần đo này chia cho 3 và ra 22 độ C. Rồi chúng ta tiếp. Chúng ta sang nội dung số 3, sự thay đổi nhiệt độ không khí. Chúng ta tìm hiểu phần A. Thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển. Chúng ta quan sát một bức tranh. Đây là bức tranh của bãi biển Vũng Tàu. Và người ta hỏi mình tại sao vào những ngày hè người ta thường ra biển để nghỉ mát. Thì chúng ta phải là nói những ngày hè, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền. Ngược lại vào mùa đông, những miền gần biển có không khí ấm hơn trong đất liền. À, vì sao? Vì sự tăng giảm nhiệt độ của mặt đất và mặt nước khác nhau. Các loại đất đá mau nóng nhưng cũng mau nguội, còn nước thì nóng chậm hơn nhưng cũng lâu nguội hơn. Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau dẫn đến sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước, làm cho nhiệt độ không khí ở những miền gần biển và những miền nằm sâu trong lục địa cũng khác nhau. Chính vì thế là sinh ra hai cái loại khí hậu, đó là khí hậu lục địa và khí hậu đại dương. Rồi chúng ta ghi cái phần số A vô. Thay đổi nhiệt độ theo vị trí gần hay xa biển. Nhiệt độ không khí ở vùng gần biển và xa biển có sự khác nhau. Chúng ta qua nội dung phần B. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao. Đầu tiên chúng ta thấy cái địa điểm A thì là cái địa điểm này người ta đo là nó ở vị trí thấp thì nó được là 25 độ C. Rồi đến địa điểm B thì này là nó cao, này ở đỉnh núi là được 19 độ C. Mà như chúng ta thấy là theo cái quy luật đai cao, càng lên cao thì nhiệt độ là giảm, là xin lỗi, càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm, nhưng mà ký lên cao 100 mét thì nhiệt độ là giảm 0,6 độ C. Vậy thì người ta sẽ hỏi mình là sự trên là độ cao giữa hai địa điểm, thì mình lấy cái địa điểm thấp, cái nhiệt độ của nơi mà cái địa điểm thấp trừ cho nhiệt độ nơi địa điểm cao thì mình lấy 25 trừ cho 19 thì nó ra là 6 độ C. Chờ đây ta tính trên lệch nhiệt độ với hai địa điểm đó là mình lấy 25 trừ cho 19 ra 6 độ C. Thì theo quy luật hồi nãy nói đó, thì cứ lên cao 100 mét nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Như vậy thì vậy trên lệch nhiệt độ 6 độ C thì nó sẽ ra bao nhiêu mét? Nhưng chúng ta đặt bao nhiêu mét nó thành con số ít. Ít thì chúng ta lấy 6 nhân cho 100 và chia lại cho 0,6 là ra 1.000 mét. Rồi chúng ta ghi cái phần B vào. Thay đổi là độ cao, như càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm. Chúng ta qua nội dung hồ sơ. Hồ sơ chúng ta quan sát một cái hình là sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao. Chúng ta đầu tiên xem đường xích đạo nè. Đường xích đạo thì nó là 0 độ. 0 độ thì nhiệt độ lúc đó là 25 độ C. Rồi lên đường chí tuyến Bắc. Chí tuyến Bắc thì nó khoảng 23 độ 27 phút Bắc. Thì cái nhiệt độ của nó lúc này là 18 độ C. Đến lên đây là đường vòng cực Bắc. Vòng cực từ 66 độ 33 phút Bắc thì nó là 8 độ C. À, dạ lên đến cực Bắc 90 độ thì nó là 0 độ C. Vậy thì chúng ta sẽ nhận xét rồi, vì từ dùng xích đạo đến cực nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào. Có nghĩa là càng xa xích đạo về cực thì nhiệt độ không khí càng giảm. Hay là nói một cách khác nữa, ở những vùng gần xích đạo thì nhiệt độ không khí nóng hơn vùng gần cực. Đây chúng ta ghi cái nội dung phần C vô. Không khí ở những vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở vùng vĩ độ cao. Rồi cô sơ lược lại các bài học hôm nay. Thì chúng ta tìm hiểu phần số 1, thời tiết khí hậu. Thì chúng ta tìm hiểu hai cái nội dung lớn thời tiết khí hậu. Rồi tới phần số 2, nhiệt độ không khí và cách đo.
thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhiệt độ không khí và cách đo. Sang phần số 3, sự thay đổi nhiệt độ không khí thì mình có là thay đổi theo vị trí gần hay xa biển, thay đổi theo độ cao, thay đổi theo vĩ độ. Đó là cơ sơ lược của các bài học. Rồi chúng ta về nhà học bài và làm bài tập số 3 sách giáo khoa, phần này lấy điểm bị. Và chúng ta làm bài tập số 3 xong, chúng ta nhắn tin qua cái địa chỉ trên Viettel của cô để lấy điểm bị luôn, và mình ghi tên, tên của mấy em và ghi lớp luôn, tặng cô biết tên lớp để ghi điểm ha. Và chúng ta xem trước bài 19, khí áp và gió trên trái đất, tìm hiểu khí áp là gì, trên trái đất có mấy đài khí áp. Rồi, và đến đây là hết. Thân chào các em.